Danh ca Ngọc Sơn là cái tên hàng đầu của thể loại nhạc trữ tình quê hương. Trong showbiz Việt, anh được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Xến. Tên tuổi của Ngọc Sơn gắn liền với những ca khúc đình đám như Yêu Dân Tộc Việt Nam, Tình Cha, Đêm Cuối, Lòng Mẹ. Trong mắt khán giả, Ngọc Sơn là người rất tâm huyết với nghề, vô cùng hiếu thảo. Mới đây, mẹ ruột nam ca sĩ đột ngột qua đời nhưng anh không thể về dự tang vì vẫn đang trong thời gian cách ly. Tình cảnh éo le của ông Hoàng Nhạc Xến khiến khán giả xót xa. Với một người luôn đặt mẹ lên hàng đầu, quả thật đây là một sự tiếc nuối rất lớn. Vừa qua, VTV phát sóng một chương trình ghi hình tại nhà Ngọc Sơn. Thời điểm quay, mẹ nam ca sĩ vẫn còn khỏe mạnh, sống cùng anh trong biệt thự xa hoa. Ghé thăm gia đình Ngọc Sơn, MC có dịp trò chuyện với những người thân của nam ca sĩ. Trong chương trình, em trai Ngọc Sơn, Ngọc Hải lần đầu tiết lộ những câu chuyện về anh trai mình. Theo đó, Ngọc Hải cho biết chính giọng ca Tình Cha đã nâng đỡ, dìu dắt anh vào con đường nghệ thuật. Trước đây, chứng kiến em trai phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh, thậm chí đi sửa xe, Ngọc Sơn tìm đến tận nơi, rủ em cùng đi hát. Sau một thời gian theo anh trai biểu diễn ở các sân khấu, Ngọc Hải dần được khán giả yêu mến. Tên tuổi của anh khi đó được biết đến rộng rãi, thu nhập cũng nhờ vậy mà tăng lên. Tuy nhiên cuối cùng, em trai Ngọc Sơn lại lựa chọn theo đuổi kinh doanh. Chia sẻ này của Ngọc Hải giúp khán giả hiểu thêm về con người Ngọc Sơn. Không chỉ hiếu thảo với mẹ, anh còn hết mình với anh em ruột thịt. Với cương vị là anh cả trong nhà, gánh nặng của ông Hoàng Nhạc Xến không nhỏ. Thế nhưng chưa một lần anh kêu ca hay than thở về chuyện này. Ngược lại, nam ca sĩ âm thầm làm bàn đạp, động lực để các em có thể vươn lên trong cuộc sống.